chiếc đèn ông sao đầy ấp yêu thương của cậu Út. Trời chập chờn tối, cái lồng đèn ra lò. Với chọn sự yêu thương của cậu Út, đốt cây nến vào giữa chiếc lồng đèn ông sao trên màn hình tivi mà tôi nhỏ hay xem phát hiện ra dưới những đôi mắt dạ thơ sáng rực. Đêm trung thu vui nhất đời. Cứ mọi đầu tết trung thu về, các cô cậu 15-16 tuổi trong xóm tôi lại hí hửng sách dao đi chặt tre, về vớt nang làm lồng đèn cho lũ cháu chích 5-10 tuổi cầm dạo chơi trong đêm trung thu. Những mùa trăng dạng dị nơi đồng nội cứ thế qua đi, tạm gác lại một phần ánh sáng chói chang của đèn điện, lũ trẻ tranh nhau xách những cái lồng đèn mới toanh được làm thủ công bằng tất cả tình yêu thương của cha chú cô cậu dị. Chiều ngày 14 tháng 8 âm lịch, cậu Út trong nhà bắt đầu lên ý tưởng và nhờ sự trợ giúp của ba để nhanh chóng có được một đoạn tre dài gần 1 mét. Đoạn tre được chẻ nhỏ thành từng nang mỏng. Những công đoạn sau đó cậu Út tự làm. Đầu tiên, cậu chặt những nang tre với độ dài bằng nhau khoảng 55 cm. Ước tính làm hai cái lồng đèn cần 20 thanh nang. Để có được sản phẩm đẹp, công đoạn chuốt nang tre phải kỹ lưỡng sao cho nhặn bóng. Mỗi cái lồng đèn hình ngôi sao cần 10 thanh nang tre. Lấy 5 chiếc nang xếp vào cột dây thun cố định thành hình ngôi sao. Tiếp đến, gắp hai hình ngôi sao lại với nhau cho đồng nhất. Cột dây cố định ở 5 đỉnh chóp. Cuối cùng, lấy 5 đoạn tre dài khoảng 7 cm, đỡ theo các cạnh của hình ngũ giác, ở giữa là hoàn thành khung của chiếc lồng đèn. Công đoạn dán giấy kiếm vào lồng đèn mới thật sự là cần sự tỉ mỉ hơn cả. Cậu Út dán keo hai mặt dọc theo những nang tre, sau đó áp miếng giấy kiếm lên cho vừa mặt, lấy dao gọt giấy cắt bỏ phần dư. Tiếp đó, cậu cắt từng hình chữ nhật dán phần trong của cánh ngôi sao cho kính gió. Đặc biệt, tại cánh ngôi sao đối diện với hành ngang đặt đèn cậy phải để chống, cho hơi nóng thoát ra ngoài. Cậu Út thì hụt với chú tre vừa dán giấy, lại làm phải canh làm sao để cột hình ngôi sao cân đối cho đẹp. Còn đám nhóc suốt từ chiều cứ chạy ra chạy vô thăm chừng, tụi nó cứ thúc giục, lâu lâu lại hỏi xong chưa cậu ơi, chiều rồi. Khi nắng chiều tắt, trời chập chờn tối, chiếc lồng đèn hình ngôi sao cũng ra lò. Nó được làm bằng tất cả sự khéo tay và tình yêu thương của cậu Út trong nhà. Đốt cây nến vào giữa, lồng đèn ông sao trên màn hình tivi mà tụi nhỏ hay xem thoát hiện. Đốt cây nến vào giữa, lồng đèn ông sao trên màn hình tivi mà tụi nhỏ hay xem thoát hiện ra dưới những mắt sáng rực đầy háo hức của trẻ thơ. Hai đứa cháu gào rực cầm cái lồng đèn mong ước, hòa vào đêm hội dưới chân cùng đám nhóc trong xóm. Còn cậu Út cũng thấy vui lây, một niềm vui nho nhỏ, gió đồng thổi hiu hiu. Tụi nhóc hào hứng hát quang trên đoạn đường về. Tết trung thu, em đốt đèn đi chơi. Trần Phương xin chào tất cả các anh chị em và các bạn. Chúc tất cả các anh chị em và các bạn có một đêm trung thu vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình.